Xin chào các bạn, mình là Ngọc Nam. Rất vui được đồng hành cùng bản tin Văn Lang News số 12. Bản tin tuần này hứa hẹn sẽ điểm lại nhiều thông tin thú vị cho cộng đồng Văn Lang tuần qua. Và một trong những thông tin bùng nổ mạng xã hội chính là sự kiện giáo sư tiến sĩ Lê Vinh Danh trở thành cố vấn cao cấp của trường đại học Văn Lang. Xịn thật sự luôn các bạn. Sáng ngày 15 tháng 9 năm 2021, giáo sư tiến sĩ Lê Vinh Danh chính thức có mặt tại cơ sở chính trường đại học Văn Lang, gặp mặt ban lãnh đạo nhà trường và nhận quyết định bổ nhiệm trở thành cố vấn cao cấp. Đón nhận vị trí mới khi đồng hành cùng tập thể lãnh đạo trường đại học Văn Lang, giáo sư tiến sĩ Lê Vinh Danh chia sẻ: "Tâm huyết của tôi gắn với môi trường giáo dục đại học. Một khi đã đi đúng hướng, sẽ không có người nào có thể tác động thay đổi được một đại học, vì tuổi đời của nó dài hơn một con người cụ thể rất nhiều. Những viên gạch đầu tiên để định hướng một đại học đi đúng mục tiêu là rất quan trọng." Là tên tuổi lớn trong ngành giáo dục tại Việt Nam, từ năm 2007, giáo sư tiến sĩ Lê Vinh Danh đặt mục tiêu chiến lược trong vòng 30 năm sẽ đưa Đại học Tôn Đức Thắng vào top 500 đại học của thế giới. Tuy nhiên, với sự dẫn dắt của thầy, Đại học Tôn Đức Thắng hoàn thành mục tiêu này chỉ trong vòng 13 năm. Tập thể lãnh đạo trường Đại học Văn Lang kỳ vọng sự đồng hành có ý nghĩa của giáo sư tiến sĩ Lê Vinh Danh sẽ tạo nguồn cảm hứng và sức mạnh mới cho đội ngũ lãnh đạo khi triển khai các mục tiêu chiến lược trong thời gian tới. Văn Lang TechSon và tổ chức IJTE đã có thông báo chính thức về việc kết hợp tổ chức hội thảo quốc tế TechSon và giáo dục lần thứ nhất tại trường Đại học Văn Lang vào ngày 22 tháng 1 năm 2022 dưới hình thức trực tuyến, nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và học hỏi bí quyết giảng dạy trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Sự kiện sẽ quy tụ các diễn giả là nhà nghiên cứu, nhà khoa học uy tín trên thế giới. Với tinh thần sống khỏe vượt qua đại dịch, sau gần một tháng phát động, cuộc thi online thể thao tại nhà nâng cao sức khỏe do Công đoàn Trường Đại học Văn Lang phát động dành cho các thầy cô tập luyện mùa giãn cách đã công bố kết quả. 33 giải thưởng được trao cho các thầy cô có thành tích cao nhất ở 3 nội dung tranh tài: đôi tay khỏe nhất, cơ bụng khỏe nhất và thăng bằng tốt nhất. Mỗi nội dung tranh tài được chia thành 4 bảng theo giới tính và độ tuổi. Cảm ơn các thầy cô đã tham gia sôi nổi và chúc mừng những gương mặt vàng trong làng thể thao Văn Lang nhé. Sáng thứ Bảy, lãnh đạo trường Đại học Văn Lang đã trao tặng 1 tỷ đồng ủng hộ Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh trong công cuộc chống dịch Covid-19. Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương hiện là cơ sở y tế đang điều trị nhiều sản phụ mắc Covid-19 nhất thành phố Hồ Chí Minh. Sinh viên khối ngành sức khỏe của Đại học Văn Lang, các ngành dược học, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học đã và sẽ tiếp tục các hoạt động kiến tập, thực tập tại Bệnh viện Hùng Vương trong thời gian tới. Đồng thời với mô hình bệnh viện quốc tế và phòng khám đa khoa mà Văn Lang đã và đang triển khai tại cơ sở 2, nhà trường mong muốn kết hợp cùng Bệnh viện Hùng Vương cũng như các bệnh viện uy tín của thành phố để triển khai chất lượng và hiệu quả. Cuộc họp online cũng bận rộn deadline chứ không rảnh lắm đâu. Nhưng mà ở nhà hoài thì cũng sinh ra buồn chán đúng không? Hiểu được điều đó, các hoạt động học thuật, giải trí, cuộc thi hay các series được Khoa và các câu lạc bộ đội nhóm liên tục tổ chức nhằm giúp sinh viên đẩy lùi căng thẳng, xua tan cảm giác chán nản khi ở nhà quá lâu. Bạn nhớ lại xem, từ đầu mùa học online đến giờ, bạn đã tham gia bao nhiêu hoạt động cũng như là phong trào online rồi. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu! Khoa Công nghệ Thông tin phối hợp cùng công ty Huawei tổ chức buổi hội thảo giới thiệu khóa học Foundation Course miễn phí 100% dành riêng cho sinh viên Văn Lang. Sinh viên tham dự khóa học sẽ có 5 tuần trải nghiệm Huawei Mobile Service thông qua các buổi lý thuyết và thực hành. Các bạn sinh viên sẽ được đào tạo bài bản để xây dựng và phát hành các ứng dụng trên App Gallery, vừa được học miễn phí những chứng chỉ từ ông lớn Huawei, vừa được tạo cơ hội để làm nên ứng dụng của riêng mình. Thích quá sinh viên IT ơi! Tuần qua, Khoa Mỹ thuật và Thiết kế trường Đại học Văn Lang đã chơi lớn khi tổ chức 2 chương trình triển lãm online đồ án sinh viên. Tiếp nối thành công mùa đầu tiên, ngày 15 tháng 9, ngành thiết kế thời trang Văn Lang tiếp tục chiêu đãi bữa tiệc thị giác với triển lãm tranh vải trên nền tảng Artstep hiện đại. Trong không gian thực tế ảo 3 chiều, 60 tác phẩm tranh vải của các bạn sinh viên khóa 26 đã truyền tải tinh thần tái chế và sống xanh trong cộng đồng, giảm thiểu rác thải nền công nghiệp thời trang, vừa mang tính nghệ thuật, vừa mang lại những thông điệp ý nghĩa. Trong một năm qua, chắc là mọi người đã xem rất là nhiều những cái show thời trang, những cái triển lãm trên khắp thế giới thông qua những cái nền tảng virtual. Access là một cái ứng dụng vì nó miễn phí cho nên là nó cũng gặp rất là nhiều trục trặc. Tuy nhiên hy vọng đây là lần đầu tiên thì
cũng là một cái cách thử nghiệm và trải nghiệm mới. Hy vọng là những cái lần tiếp theo nó sẽ tốt hơn. 60 tác phẩm này được chọn từ khoảng hơn 150 tác phẩm bài của năm nay, thì mình nghĩ là nó cũng tương đối tốt. Nó đạt được cái yêu cầu của bài học là một cái tác phẩm phải thể hiện được sức mạnh của vải vóc, phải tận dụng được những cái hoa văn họa tiết có sẵn trên vải và mismatch lại với nhau theo một cái chủ đề mình chọn. Rất là nhiều những cái tác phẩm mạnh dạn thể hiện những cái quan điểm cũng như là cái tâm trạng của các bạn trong cái giai đoạn giãn cách. Bên cạnh đó, 68 đồ án tốt nghiệp của sinh viên K23 ngành thiết kế nội thất cũng sẵn sàng lên sóng với hoạt động triển lãm 3D được khoa đầu tư và thực hiện cùng doanh nghiệp House 3D. Một bảo tàng online sẽ được hình thành trên nền tảng công nghệ thực tế ảo, giúp sinh viên vơi bớt đi tiếc nuối vì không thể giới thiệu thành quả của bản thân trước cộng đồng Văn Lang trong mùa dịch bệnh giãn cách. Các đồ án được làm trong 4 tháng với phân nửa thời gian là học online, nhưng chất lượng ổn lắm mà nha. Mô hình trưng bày đồ án triển lãm tốt nghiệp là một hoạt động rất đặc trưng của khoa mỹ thuật và thiết kế trong trường Đại học Văn Lang, và trong đó có ngành thiết kế nội thất. Nhưng dịch bệnh Covid bùng phát thì khiến cho nhiều hoạt động triển lãm của khoa mỹ thuật và thiết kế ngưng trệ. Vượt lên khó khăn thì hơn một tháng qua, ngành thiết kế nội thất cùng với công ty doanh nghiệp House 3D, đây là một đối tác chiến lược về công nghệ của ngành, hình thức trưng bày này vừa ấn tượng vừa đảm bảo an toàn trong cái mùa dịch bệnh như thế này, và đồng thời cũng là cơ hội để ngành thiết kế nội thất tiếp cận được với xu hướng công nghệ hiện đại trên thế giới. Mục tiêu cuối cùng vẫn là tạo được cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận được lực lượng nhân sự trẻ mới ra lò tại trường Đại học Văn Lang. Sinh viên K23 họ rất là vui, họ đã chia sẻ với bạn bè, người thân. Đó cũng là cách mà sinh viên tiếp cận với nhiều người và xây dựng được hình ảnh bản thân qua mô hình công nghệ này. Những đề tài các bạn chọn là những đề tài quen thuộc như là công trình dịch vụ, công trình thương mại, công trình giáo dục, công trình văn hóa. Trong đó thì có 3 đồ án sinh viên chọn thiết kế trang thiết bị nội thất, và sinh viên đã thực hiện sản xuất sản phẩm thật để làm bài tốt nghiệp, thì được giám khảo người nước ngoài họ khá ấn tượng và đánh giá cao. Tuy hoàn cảnh khó khăn do là dịch bệnh, nhưng tất cả các sinh viên họ đã cố gắng hết mình, đặc biệt là tinh thần vượt qua khó khăn khi sửa bài ở giai đoạn cuối. Đây là mô hình không gian triển lãm thực tế ảo mà quý vị sẽ vào xem trong vài ngày tới. Kính chúc quý vị và các bạn sinh viên nhiều sức khỏe, an lành. Xin chào. Vào các ngày 12, 19 và 26 tháng 9, khoa du lịch tổ chức buổi sinh hoạt công dân cho các khóa 24, 25 và 26, tổng kết năm học cũ, chào mừng năm học mới và giải đáp các thắc mắc xoay quanh vấn đề học tập, chính sách hỗ trợ, thực tập thực tế, cơ hội việc làm của lĩnh vực du lịch trong bối cảnh mới. Chúc nhà Hồng một năm học tràn đầy năng lượng nha. Khoa Xã hội và Nhân văn chính thức lên sóng mùa 2 series So Who Live. Đây là chuỗi chương trình thực tế dẫn dắt người xem tham gia vào nhiều trải nghiệm thú vị, cung cấp các thông tin hữu ích đến từng sinh viên trong học kỳ mới. Tập đầu tiên đã lên sóng vào ngày 17 tháng 9 với tên gọi Từ điển So Who, giải đáp các thuật ngữ bí ẩn trong đời sống sinh viên Văn Lang. Đừng bỏ lỡ các bạn nha. Dù đã quay trở lại với học kỳ mới, nhưng không vì vậy mà sinh viên Văn Lang ngó lơ các sân chơi online hấp dẫn đâu nha. Talent Accounting 2021 của khoa kế toán kiểm toán vẫn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ sinh viên. Cảm ơn những thông điệp ý nghĩa của các bạn về hình tượng siêu anh hùng trong mùa dịch và tinh thần 5K. Dành cho những bạn bị tụt mood sau thời gian dài giãn cách tại gia, nhóm nhảy CD's Crew đã phát động 7 Dance Challenge, bộ thử thách 7 ngày với nhiều hoạt động thú vị, vực dậy năng lượng vũ đạo cho các dancer sau thời gian dài không đến trường tham gia tập luyện. Hôm nay, ngày 19 tháng 9 là thời khắc quan trọng của mùa tuyển sinh, vì là ngày kết thúc nhận hồ sơ xét học bạ đợt 6. Cũng là ngày cuối cùng thí sinh làm thủ tục nhập học đợt 1. Từ ngày 18 tháng 9, Văn Lang đón chào lực lượng mới là những thí sinh trúng tuyển phương thức điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 làm thủ tục nhập học đợt 2. Chào mừng các bạn đến với mái nhà Văn Lang!
Thông tin tuyển sinh hot nhất tuần qua của Văn Lang là đây. Bản điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông 49 ngành dao động từ 16 đến 26 điểm theo thang điểm 30. Đặc biệt, 3 ngành hot nhất đợt này gọi tên ngành thiết kế đồ họa 26 điểm, ngành thiết kế thời trang 25 điểm và ngành quan hệ công chúng 24,5 điểm. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng Văn Lang nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển học bạ đợt 6. Hy vọng các bạn thí sinh sẽ đạt kết quả như mong đợi nha. Tuần sau, thí sinh trúng tuyển bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 bắt đầu làm thủ tục nhập học online đến hết ngày 2 tháng 10. Trong thời gian ngắn, có thể vì nhiều lý do, nếu thí sinh chưa nhận được giấy báo trúng tuyển của trường Đại học Văn Lang, các bạn vẫn có thể tra cứu trên website trường kết quả trúng tuyển để xác nhận mã nhập học và cập nhật giấy báo trúng tuyển phiên bản điện tử và làm thủ tục nhập học bình thường nha. Tuần qua, Visual 21 sinh viên đầu tiên của chương trình đào tạo quốc tế tại Văn Lang đã thu hút tương tác lớn trên fanpage trường. Không chỉ vì các bạn có thành tích học tập nổi trội, mà đây còn là năm đầu tiên Văn Lang liên kết đào tạo với các trường đại học danh tiếng, bao gồm Liverpool John Morris và Newcastle. Chương trình đang tiếp tục chiêu sinh đến hết ngày 20 tháng 10 các bạn nha! Trong không khí tuyển sinh nước rút giai đoạn cuối, tuần qua các bạn tân sinh viên K27 nhập học đợt 1 đã được trải nghiệm tuần học online đầu tiên. Chắc hẳn rằng các bạn sẽ còn rất nhiều điều bỡ ngỡ với một môi trường mới. Nào, hãy cùng với Ngọc Nam xem lại cái út cưng K27 tuần qua đã thích nghi như thế nào nhé. Văn Lang News tuần này mời cả nhà cùng gặp gỡ một vài gương mặt tân sinh viên để cùng lắng nghe trải nghiệm những giờ học đầu tiên của các bạn tại Văn Lang nha. Em và các bạn trong lớp đã học một số môn như kinh tế vi mô, tư duy phản biện. Ở môn kinh tế vi mô, thầy giảng dạy rất là nhiệt tình, sẵn sàng trả lời những câu hỏi và thắc mắc của các bạn một cách rất là vui vẻ. Các bạn trong lớp hòa đồng thân thiện với nhau, em cảm thấy rất là vui. Thì tuần qua em đã được học online môn giáo dục quốc phòng. Thì em cảm thấy là thầy quốc phòng rất là dễ thương và nhiệt tình trong việc hỗ trợ tụi em và hướng dẫn tụi em học trên e-learning. Lúc đầu thì mình cũng còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận cái học mới, khác hoàn toàn so với cách học của mình thời cấp 3. Nó buộc mình phải chủ động tìm tòi và học hỏi, nhưng nó cũng đã rèn luyện cho mình tính tự giác trong việc học. Ban đầu thì mình cứ nghĩ là việc học online sẽ rất là chán, nhưng khi vào học thì các thầy cô và các giảng viên đã tạo cho mình một môi trường vui vẻ và gần gũi, giúp cho mình cảm thấy việc học online không còn nặng nề như trước nữa. Một tuần học online vừa qua của em thì cũng rất là ổn. Lớp của em là lớp luật kinh tế 02 thì các bạn rất là vui vẻ, hòa đồng và giúp đỡ lẫn nhau trong việc học tập. Các giảng viên luôn tạo cho sinh viên một cái cảm giác là không bị buồn ngủ nè, cái năng lượng tích cực trong việc học nè, cho nên là các bạn tiếp thu bài rất là tốt luôn á. Tuy rằng tụi em không có được gặp nhau ở ngoài đời, nhưng mà mọi người đều rất là thân thiện, đều rất là cởi mở với nhau và rất là năng động. Đó là điều làm em rất là hài lòng. Và trong tuần qua tụi em đã được học những môn như là nhập môn PR, nhập môn truyền thông, nghệ thuật nói trước công chúng và kinh tế đại cương. Thì đối với em thì em thích nhất môn nghệ thuật nói trước công chúng của thầy Hoàng Vũ, tại vì thầy là một người có cái cách nói chuyện rất là vui và rất là cuốn hút. Cho nên khi mà học môn của thầy thì không có bị chán, mà ngược lại rất là theo, rất là bị cuốn vô, cho nên em rất là thích học môn đó. Em hy vọng trong thời gian sắp tới thì các thầy cô khác cũng sẽ là dễ thương và nhiệt tình giống như là thầy quốc phòng. Và em mong là mọi người sẽ có một năm học đầy vui vẻ và đầy trải nghiệm mới. Còn về lớp và ngành của mình thì các bạn rất là vui vẻ, hòa đồng, hay rủ nhau chơi những game như ma sói, play together. Và từ đó mình đã có thêm nhiều mối quan hệ và nhiều bạn bè mới. Hiện tại đang dịch nè nên chúng ta phải cố gắng hơn để không bị rớt môn. Em mong rằng tình hình dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát để mọi người có thể mau chóng tới trường và học tập. Tạm biệt mọi người. Chúc cho các bạn sinh viên năm nay sẽ có một năm học thật là tốt đẹp. Xin chúc mọi người có một năm học mới tràn đầy năng lượng và cùng nhau giữ gìn sức khỏe, cùng nhau chung tay để lùi đại dịch Covid để chúng ta sẽ sớm gặp nhau ở trường. Chúc các tân sinh viên và các anh chị khóa trên có một năm học mới tràn đầy năng lượng và vui vẻ nè. Chúng ta phải cùng nhau cố gắng để hết dịch chúng ta còn gặp nhau nữa. Bye bye. Môi trường học tập tại đại học khác hoàn toàn so với chương trình học phổ thông. Vì thế bạn nên sớm chuẩn bị tinh thần sẵn sàng làm chủ quá trình học tập, chủ động tìm nguồn tài liệu tham khảo và đừng để deadline dí nha. Vào đại học, các bạn tự chịu trách nhiệm hoàn toàn cho số thời gian của mình trong ngày. Vì thế hãy tự cài đặt cho mình chiếc đồng hồ sinh học hợp lý giữa giờ học và giờ chơi. Nhiều bạn lên đại học sẽ bắt đầu sống xa nhà,
tự quyết việc ăn uống và luyện tập cá nhân. Do đó hãy thiết lập cho mình một lối sống lành mạnh, thường xuyên hoạt động thể dục, dọn dẹp nhà cửa và hãy nhớ đi ngủ đúng giờ nha. Hãy cẩn thận, biết tự đề phòng và bảo vệ bản thân khi học đại học. Bởi lẽ khi vừa thay đổi môi trường sẽ có nhiều điều mới mẻ thu hút các bạn chinh phục khám phá. Hãy cảnh giác với những chiêu trò lôi kéo mua hàng giá rẻ, ưu đãi hay những hứa hẹn làm ít mà thu nhập nhiều bất thường. Trước khi đưa ra quyết định, bạn cần suy nghĩ thật kỹ, lắng nghe những người tư vấn, đặc biệt là các thầy cô và gia đình. Làm thêm là để tích lũy kinh nghiệm, trang trải cuộc sống và nâng cao kỹ năng quản lý bản thân, nhưng đừng mãi mê kiếm tiền mà sao nhãng đi việc học. Vào đại học là thời điểm làm quen tốt nhất với môi trường mới, thầy cô và bạn bè mới. Hãy mở lòng và thiết lập cho mình những mối quan hệ tích cực để cùng san sẻ và giúp đỡ nhau những lúc khó khăn. Hãy tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tập thể dục hàng ngày, giao lưu bạn bè và sinh hoạt các câu lạc bộ đội nhóm nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ xã hội. Bạn nên lưu ý tránh sa đà vào bia rượu, game online và các thói quen sinh hoạt không lành mạnh khác nha. Hy vọng với những tip đơn giản mà hiệu quả, các bạn sinh viên, đặc biệt là khóa 27 sẽ nhanh chóng thích nghi với guồng quay học tập và sinh hoạt online thời đại học. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin Văn Lang News số 12. Hẹn gặp các bạn ở những bản tin tiếp theo. Bye bye!